Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Ducati 899 Panigale cố ngút hơn cho một diện mạo hoàn toàn mới. Sở hữu những đường nét thiết kế được giới bình phẩm đánh giá là hoàn hảo như hiện nay, mỗi suất bài hạng chung Ducati 899 Panigale của một biker Việt Nam trở nên cực kỳ cuốn hút hơn khi xuất hiện cho một diện mạo hoàn toàn mới, thể thao và phong cách hơn rất nhiều. Ducati 899 Panigale cuốn hút hơn cho một diện mạo hoàn toàn mới. Được thừa hưởng thiết kế ngôn ngữ từ người đàn anh 1199 Panigale. Vì thế Ducati 899 sở hữu vẻ ngoài hoàn thiện, thể thao và đầy phong cách, luôn được giới bình phẩm đánh giá là mẫu mô tô phân khối lớn hoàn hảo nhất hiện nay. Không còn đơn giản hơn với một tông màu đỏ quen thuộc, chiếc xe độ này trở nên cuốn hút hơn rất nhiều khi được trang bị một dàn áo mới với cái bộ tem đầy thể thao và phong cách, là sự kết hợp giữa những tông màu đỏ, trắng, vàng neon vô cùng rất nổi bật. Cùng với đó là một loạt những phụ tùng đồ chơi hàng hiệu làm cho chiếc xe này trở nên độ cực kỳ chất đẹp trai so với phần nguyên zin. Sức mạnh của Ducati 899 độ đến từ khối động cơ Super Quattro với dung tích 898cc, sinh ra công suất lên tới 148 lực tại 10.700 vòng phút, mô men xoắn cực đại 99Nm tại 9.000 vòng phút, cùng với đó là hộp số cấp mạnh mẽ hơn với quy lực, được trang bị thêm hệ thống ống xả SC Rosset Titanium. Cận cảnh hệ thống ống xả cùng với những món đồ chơi độ khác, cảm ơn bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.